Cái, cái ca bệnh này cũng khá là hay này. đây các bạn nhìn này. À, tôi sẽ chia sẻ màn hình để các bạn coi được nhé. đây à, một cái ca bệnh như này. Rồi nhá, cái ca bệnh như này đây các bạn à, có thể nhìn ra đây. cái hiện tượng ấy mà trên à, con gà này, à, trên con gà nó có cái hiện tượng là manh tràng của nó tụ máu sưng như này. cái này tôi à, vẫn gọi nhỉ, tôi vẫn gọi cái này là gì nhỉ? cái bệnh này là bệnh uh, cầu trùng máu tươi, ấy. À, tôi vẫn gọi này, cái này là bệnh cầu trùng máu tươi đấy các bạn nhìn đấy, à, cả cái đoạn ruột này nó bị uh, nó bị uh, theo kiểu như là nó bị chảy máu ở trong này, nên là khi đó con gà nó tiêu chảy ra, nó sẽ lẫn máu nhá, thì đây gọi là bệnh cầu trùng máu tươi. Vậy thì với cái ca bệnh cầu trùng máu tươi này thì các bạn uh, cần phải sử dụng thuốc gì để các bạn điều trị ngay tức thì đó? ở đây uh, chắc chắn là có rất nhiều anh chị em đã gặp phải trường hợp như này rồi, nhưng mà cũng không sao cả nhá thì quan trọng nhất là chúng ta dùng đúng phác đồ thôi. Thì là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cái phác đồ để anh em có thể uh, điều trị thành công cái ca bệnh này này. Ok, anh em vào đây đặt câu hỏi nha, các bạn có thể đặt uh, bất kỳ câu hỏi nào uh, liên quan đến uh, các câu hỏi của các bạn ở trong đàn vật nuôi, tôi sẽ trả lời và trợ giúp cho các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ tìm uh, xem nào, với cái bệnh cầu trùng như này, với cái bệnh cầu trùng như này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phác đồ gì để chúng ta điều trị một cái hiệu quả nhất? À, đợi tôi một chút để tôi xem nào để tôi tìm xem ở đây có cái loại thuốc có thể điều trị được bệnh đấy không nếu mà tìm thấy thì tôi sẽ à, tôi sẽ thông báo cho các bạn nhé ok anh em vào 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 đặt câu hỏi tương tác cùng tôi nhé để tôi trợ giúp các bạn đây thì với cái bệnh cầu trùng máu tươi đấy các bạn có thể sử dụng một cái thuốc như sau này hiệu quả nó cũng rất là cao nhá à, tên của cái thuốc này là aprococ này Đây các bạn nhìn ạ aprococ nha tên của nó aprococ của công ty thuốc thú bichbot à, các bạn có thể à, mua cái sản phẩm này về để các bạn à, sử dụng để điều trị bệnh cầu trùng nhá này các bạn nhé ở đây nó có là đặc trị cầu trùng này ruột non này manh tràng ghép ecoli mạch lị tụ huyết trùng viêm ruột gây tiêu chảy ỉa ra máu tươi nha phân sáp trắng nhớt và phân xanh da cầm thì cái abrococ này thành phần của nó là apronium và sulfa nhá nó là một trong những cái thuốc nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát thành công cái bệnh cái bệnh như thế này đây các bạn nhìn ạ ở đây xin định đã chiếu cho các bạn xem cái cầu trùng máu tươi tức là cái manh tràng của nó nó có hiện tượng là to như là ngón tay này Đấy, to như ngón tay này trong này có máu thì chúng ta có thể sử dụng cái phát đồ là abrococ nhá đây là một phát đồ vô cùng tuyệt vời vậy thì cái cái agro gốc này các bạn có thể mua ở đâu hiện tại bây giờ ở trên thị trường ấy, agro này của công ty uh, thi big bon nhé các bạn có thể mua của công ty thương thi big bon. đây là một trong những sản phẩm rất là rất là tuyệt vời rồi ok tiếp tục này à, thế thì bây giờ à, qua cái bệnh cầu trùng manh tràng này rồi bây giờ sang một cái bệnh khác ở trên gà này ok các bạn đợi tôi một chút để tôi tôi lốt các cái căn bệnh như nhé ở đây có rất nhiều tôi có rất nhiều hình ảnh Đó vậy thì tiếp theo này à, tiếp theo một cái bệnh khác này đây nhá các bạn các bạn có thể phân biệt cho tôi tiếp theo một cái nữa này ở à, trên hình ảnh của xuân trịnh đấy nhá nó đang có hai cái hai cái ca bệnh này khá là thú vị này đâu ở đây là hai con gà thì tôi đem hai con gà này tôi so sánh với nhau thì chúng ta có thể uh, có thể phân tích như sau này à, chúng ta có thể phân tích cái bệnh này như sau này ở à, đây nhá à, tôi ví dụ nhỉ trong cái trường hợp ấy mà con gà nó bị cầu trùng máu tươi như này thì giai đoạn cuối cầu trùng máu tươi ấy, nó sẽ xuất hiện cái kén ở trong nghe không nó sẽ xuất hiện cái kén ở trong manh tràng nhá và cái kén đấy nó khá giống cái kén của bệnh uh, bệnh đầu đen nhá khá giống cái kén của bệnh đầu đen nhưng mà đương nhiên đấy là các bạn nhớ nào à, ở đây là hai cái ca cá bệnh này khác nhau hoàn toàn này từ, từ bình tĩnh nha này các bạn có thể nhìn thấy hai cái hai cái đoạn này nó khác nhau hoàn toàn nhá hai cái đoạn này nó khác nhau hoàn toàn này ví dụ này, à, ví dụ chúng ta có thể phân tích uh, chuyên sâu một chút nữa này, à, đây là tôi ví dụ nhé, à, tôi ví dụ như sau này, với cái trường hợp mà cái manh tràng của nó bị đỏ như này, trong nó có lẫn máu này, thì đương nhiên đây là triệu chứng của bệnh cầu trùng trên gà rồi, nhưng mà ở trên này này, trên này khi mà mình cắt cái túi kén này ra này ở trên này, này nó lại có hiện tượng là kén trắng xốp như này, vậy thì hai ca bệnh này được liệt vào hai ca bệnh khác nhau, ở trong cái ca bệnh này, này thì đây gọi là cầu trùng máu tươi nhưng mà với cái ca bệnh này thì nó gọi là đầu đen nó gọi là đầu đen phải kén nó đóng đóng ở manh tràng nó hai bệnh này hoàn toàn khác nhau và các bạn nhớ cho tôi là cuối cái giai đoạn của cầu trùng máu tươi này nó cũng xuất hiện cái kén nhưng mà cái kén của nó không trắng mà xốp như này đúng không ạ kén của nó không trắng mà xốp như này vậy thì đây chúng ta có thể kết luận là trong cái ca bệnh này một cái này là đầu đen này cái bệnh này là bệnh cầu trùng này và khi mà bệnh cầu trùng ấy chúng ta có thể mổ ra nhé chúng ta có thể mổ khám ra thì ở trong này uh, nó có thể là, là liên quan đến một cái lứa uh, liên quan đến cái nữa này đây các bạn nhìn ạ ở trên uh, trên này nhé là khi mà chúng ta mổ khám ra này chúng ta mổ khám trong cái trường hợp mà bị cầu trùng máu tươi ấy, thì ở trong manh tràng của nó nó sẽ xuất hiện những cái máu đông như này uh, cái máu đông như này nên là lúc tiêu chảy ra nó bị uh, hiện tượng máu ra ngoài là bình thường không vậy thì để mà chữa được cái ca bệnh này thì lúc nay tôi nói với bạn rồi chúng ta sẽ dùng cái sản phẩm Avrocock này không oh, Avrocock đây là một trong những sản phẩm đặc trùng để giúp cho các bạn có thể điều trị bệnh cầu trùng máu tươi hoặc là liên quan đến bệnh cầu trùng